Hello, xin chào anh em. Nay mình đi tí có đi trình diễn máy sới đa năng châu vàng. Anh em tí theo chân mình nha. Mời mọi người tham khảo về dòng máy sới đa năng châu vàng. Máy một máy nó gồm rất nhiều chức năng. Có thể là rẫy cỏ sới đất lên luống tạo rãnh, phay ruộng bừa ruộng. Chức năng lên luống tạo rãnh có thể là đào rạch mía, vun mía này, rạch rãnh để bón phân này. À, bên mình thì có hai loại máy, đó là máy sới đa năng châu vàng chạy chạy xăng thì nó nặng 47 cân. Còn máy sới đa năng châu vàng nó chạy dầu có chuyển hướng là nặng 88 cân. Và làm được thủ tục thiết thoải mái nhé. Ok. Đang chuẩn bị làm do đi muộn quá cho nên là chờ mấy bác đi về cho nên giờ bắt đầu mới cày thử cho nhà nông. Cái chốt cái trong cái tủ vậy. Có mỗi tay anh. Tôi chỉ cái mấy mấy cây mà nói cho. Này. Bật lái này thì mình đổ ăn thôi. Ai kia đâu? Đổ cho anh kia. Đổ không bằng bụng đâu. Cải. Chỉ cần thảo ra cải là chột vô là được không? Thả vô cái chốt là vớt rồi đâu xong. Nó có chốt không có chốt nó rất. Cải nó không chốt. Có chột chứ? Nó có chột chứ? Nó không chốt kìa, rửa kìa. Đấy rồi, có chốt cũng quẹn ra sạch chữ vô. Nó thì đâm xuống rồi nó xó chốt rồi bớt ra đầu đó. Rồi xem cái này kia nó cái gầy ở đâu ấy. Đật đật khô đật cứng. Đó cho gầy. Nghe rồng lúa. Sao giờ này chốt cái thầy đi vô tư. Nó có một hai bên hai tấm tre. Hai, có hai tấm tre hai bên nhưng mà không lập. Đây mặt này mày chứ. Này 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 làm thử thôi. Thì lấp cho đủ luôn. Đất nhẹ nhàng. Đất nhẹ. Đó không phải, đó là do thằng em nó ghi lại chứ còn là để đi nhớ càng là mình nhờ ghi mới càng đó là thằng em nó giữ nó ghi lại chứ con ơi đấy chạy chạy nó chạy chạy thoải mái. Đấy, cái này đi sạt bờ như vô tư, điều khiển cờ nào được, nó khỏe chứ còn như cái mày cải kia thì đi sạt bờ đâu chơi được. Thực ra thì lúc đầu thì mình chưa quen, làm hơi khó. Chứ còn khi mà quen rồi thì mình đơn giản. Đấy. Đấy,
ơi. Đó, đó, đó là ra đâu, ra đâu. Đây đây. Giờ quay ra chú cầm chú thử. Có vì chưa quen chứ còn quen rồi thì đúng rồi. Ở đây đằng bà nó cày mà. Dạ, đừng mà cây cây được. Cái kia này hai cái tên nó mập quá lắm. Giúp. Ôi giời, uống đầy ông nước vô thôi chưa. Ông nọ tôi trang ra. Thấy chưa? Ui vô. Đừng kéo ra ra. Bạn ơi, chưa quen, giờ chưa quen. Giờ chưa quen. Quen như nên là lao. Chồng quay luôn, chồng quay luôn. Ga quay đâu? Rồi, chồng là quay đâu? Đấy. Đất mà nó chảy ở đây thôi, còn đâu. Cái này là con nước rồi chảy xuống á. À. Con nước thì nó có, nếu mà như ruộng mà ruộng nước á, ruộng ớt, ruộng bùn ấy. Thì nó có cái cải rùa dập bùn trong á. Đây là chưa quen thôi chứ còn quen nó đơn giản lắm. Đây là, đây là cái bộ phay ruộng nó cho này cho phay thấy cái bộ cái nhựa đó cái ghim nhau nhựa đó mình giữ nó mình giữ lại cuối nó có trồi nhau nếu mình lái mình đổ sâu nữa đỡ chi đó nó đỡ lách đi mình chuyển giữa mình chớ vô mình cho nó im tay mà thì trong quá trình mình làm mình cắt nhựa thôi thôi giữ chứ nhưng mà đó không uống cửa đây thì vô nước thôi nó nhìn thôi vô đầu ở đây con cái bên lái này cũng khô nước mà để sẵn ra giữ rồi. Thấy không, thấy nó đơn giản không? Nghiền cải lên đấy. Do chưa quen, chưa quen chứ còn quen rồi thì nó khác. Hai cái tay chúng như bấm dưới luôn. Động mạnh đấy. Khi mà mình quen rồi, mình biển nó rồi thì mình điều khiển thì nó đơn giản quá. Thắng đường để đi chứ đâu mà điều cái là. Người ta bảo cái tầm găng nó bằng mấy một xíu ngựa, cái phay con nói. Người ta bảo là trăm hay không bằng tay quen mà. Ồ, cũng đầy vô nước thôi, vô nó mềm như cháo luôn. Có nước là nó xuống nữa chứ. Có nước nó nhanh dẫn rồi nhỉ. Trời cứng mà. Có, nó có bơm á. Bừa thì mình thả bánh xe. Ờ, hồi nãy. Kéo bừa á. Nó có bơm á. Thằng này nó quen hơn nó làm tốt hơn nhé. Con này thả nó phải cho nó nhảy xuống nên nó quen rồi nó chạy nó quen hơn rồi. Đó nó làm nó đơn giản nhé.
như nhau nó khác. Hả? Có phải cái là như nhau không? Thấy đồ. Các một xương nó đầy hơn. À cái kia nó có hai cái dĩa. Hai dĩa nó. Ờ nó giữ không? Nó giữ không? Ờ nó giữ không? Hai dĩa cánh băng. Hai dĩa hai đầu. Ờ nó giữ không? Ờ nó giữ không? Giữ nó như không? Ờ nó có nhiều hai dĩa nào á. Ở đây đi một lấy hai dĩa. Đi lại một phạt nữa thôi chứ. Thế nên là nó kì, vừa tới chết nó kì rồi, nó kì lại là nước á. Rồi từ từ ấy, quen chưa ghi lại. Bực nghe. Ghi lại á. Đúng rồi. Lúc đầu đúng như giống như chạy thế thôi. chưa quen cái gì mà mình lo chứ mình chết chứ. Ê anh đang giảm cá tức là anh bị khi nào mình này thế nó ảnh cái nước lại nó xuống đấy cho bên đấy anh. Thấy hắn chạy, là anh ghi xuống cái là thôi không phải chạy. Đấy thấy chưa? Đó, đơn giản thôi. Anh chưa quen được cục lại thôi. Đó ghi xuống anh không ghi là nó vô nó chạy đó. Đấy, anh này chạy đấy. Ngon Phật. Thấy không? Chạy chút xíu là cái đẹp liền. Kêu đẹp liền. Ừ. Cứ vậy mà thẳng đường đi. Giờ anh chạy thử. Thấy không? Giờ này. Ê, nó bằng nó mấy anh giờ này. Tươi như kiểu nó luôn này. Đây. Lên chạy có kinh nghiệm giờ này. Khi anh muốn đi ấy nó kệ anh lấy nhẹ tay cái nó đi. Đứng chè là nó kệ nhẹ. Nó có chiều em á. Làm là kim thì lấy bộ nó là đem xuống. Dạ đây mấy là lắp cái này. Cái nó tốt nó giữ. Chính nè. Thấy qua thấy lại á là nó đi điều. Vô cầm cái bộ lên luồng lên nha, ra cho anh cảnh. Má đồ đẹp mà đi cái. Chạy vậy nó phải gần bụng phải không? Đụng nó mới lần đầu mà anh là làm được là tốt quá đấy chứ. Lấy gì? Lấy cái nào đâu? Lấy cái bộ sới không? Lên sau đấy. Sắp rồi. Một lưỡi không? Không, cái bộ sợi vậy á. Đây nè, tới đây không? Đây đây, cái bộ đến luống, cái này. Dạ.
Hai đừng cài đò nó bị lì, cài này em cầm đây chứ. Dạ. Đỡ hết luôn. À. Đỡ cửa hết luôn. Dạ đó. Đóng cửa lại. Đến. À. Ngoài có chốt. Thật cứ mang cái túi này ra luôn được. Mang túi này ra này còn có gì ta chốt. Đi. À. Lẩu cày cũng chặt là ghê. Quén liền. Em chưa khi nào cày cả chứ mà. Nhìn vô là em thấy là nó đe cái càng cơ. Đi luôn phải tờ cây không? Xin lỗi luôn. Nếu mà đám đây mà trời nó phát cái gì chặt hết liền. Tí gì hết. Cái đây có hầu nào đường sang có nó hai mấy đi chỗ đó nhỉ nào. Có em vừa mới đi. Chứ mấy buổi sáng rửa rồi. Đây là đình luống ấy. Ra phớt đi, ra phớt lên rồi anh kia mày. Ờ. Nó lót đi. đánh luôn kia là để chà đầu tốt. Có giải khác vừa sẽ kéo khỏi bom. Một nước thì ái bằng giải đi không. Không kỳ đó là đi chặt nó quen rồi chứ lấy. Bây giờ đâu có kỳ cái mẹ đâu lên tào ào. Do bà con đi làm về muộn quá cho nên là chờ bà con đến nó thì làm hơi trưa. Giờ có kỳ cái mẹ đâu mà cũng vô lên quất ào ào hết em mới không. Cái này chúng chồng ấy. Cái này chúng chồng bán. Dạ, cái này là bán này, cái này bán này. Đây kỳ dạng như chè lửa anh. Đây là thế thì nó đánh luống lên, đánh vùng lên. Tức là giờ đây này, giờ như đất này là bắt đầu là người ta đi vun luống lên. Tức là trước hay là mình cày cái này trước. Xong rồi bắt đầu mình đi luống sau. Đây nấu kỳ đây là khỏi cần tập tạ luôn anh, đồ tay chân thôi vừa cơ bắp sáng sáng ra khách ra làm đám vậy tập thể dục được. Nữa này.
Đấy, lên luống đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy, đang điều chỉnh nông sâu ấy. Của nó cao chứ tầy cờ tầm một gần rưỡi gần hai gang lấy đất ở giữa này bắn sang hai bên. Con thằng này là chỉ chuyên đang vén thôi chứ không phải là cày, chỉ là nối thôi, cày thôi. Nhưng mà con không phải nhầm rồi, cái này là cái cày đất này. Cái này là lên luống thôi, không phải cày, trồng cũng đang có cày gì đó. Đấy đấy. Còn tiết mục nào nữa không? À, cái đám dòng hay rồi anh? Về có cái đánh đất rừng lúa, rừng nước đấy. Vì các thứ đấy. Cái đó không có cái để đánh anh. Đấy rừng ướt, rừng bùn ấy. Rừng bùn với cả thứ. Không mang theo cái bắn mà đánh được bùn này. Có đâu có. Đâu có, nhưng mà đấy đâu có rừng bùn đâu. Đây là không phải rừng bùn mà nó bắn khác. Cái kia là